Bạn trai tin đồn cực phẩm của Jun phạm body phụ huynh nhưng hệ điều hành đáng yêu. Nice. Bạn thích uống trà sữa không? No. Uống trà sữa thứ nhất mụn, thứ hai mập. Mập á, thà mập cơ thì chứ mập mà nó bị lên mỡ là sợ lắm mọi người. Tên hóa mà không giúp hóa là sao? Họ nói hóa học hóa mà. Thỏ trắng ngày nào kiếm được chiếc người yêu quá ngon. Body săn chắc còn thêm vòng eo nhỏ đến hội chị em cũng phải ghen tị. What doesn't kill you makes you stronger. Dâu dâu dếm dếm nhưng hin vẫn bay đầy trời. Dân tình hy vọng cặp đôi sớm công khai để đỡ phải giả bộ. Đấy. Đấy. Đây này. Đây. Đây này. Đây nữa. Đây. Đây này. Đây. Đây này. Dấy lên tin đồn hẹn hò từ năm 2022, vậy nhưng đến nay, Jun Phạm vẫn giữ im lặng trước mọi sự nghi ngờ của người hâm mộ. Được biết năm ngoái, cư dân mạng bắt đầu lan truyền loạt ảnh cho thấy Jun Phạm và nam người mẫu hóa trần có nhiều điểm chung trên những tấm ảnh chụp riêng. Từ ốp điện thoại, đồ đôi, đến những lần check-in trùng địa điểm, trùng thời gian khiến ai nấy đều cho rằng Thỏ Trắng đang hẹn hò người kém anh 12 tuổi. Ngay sau khi xuất hiện đồn đoán Jun Phạm yêu đương, dân mạng đã nhanh chóng tìm hiểu về nam người mẫu hóa trần, người tình tin đồn của anh. Được biết, Hóa Trần sinh năm 2001, năm nay 22 tuổi, hiện đang là một trong những gương mặt mẫu nam đắt sâu, được nhiều show thời trang ưa thích. Dĩ nhiên, sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Jun Phạm, Hóa Trần cũng được biết đến và nổi tiếng hơn trước. Nói về Hóa Trần thì anh chàng này có một body siêu mềm. Cũng phải thôi vì Hóa Trần là người mẫu mà. Nhưng quan trọng hơn là vòng eo của anh chàng nhỏ xíu. Trong những video đăng tải trên Top Top, hội chị em phải ghen tị với Hóa Trần vì sở hữu vòng eo chuẩn chỉnh, không chút mỡ thừa. Body ngon đã đành, người yêu tin đồn của Jun Phạm còn có gương mặt cực điển trai. Nói không hoa chứ khi đặt ảnh Jun Phạm cạnh Hóa Trần thì chẳng ai nhìn ra hai người cách nhau tới 12 tuổi đâu. Vậy nên dù có hẹn hò thật thì cũng rất đẹp đôi, fan rất thích nha. Vì khoảng cách tuổi tác khá lớn nên fan của couple này hay gọi trêu Jun Phạm, Hóa Trần là cặp đôi chú cháu, thậm chí còn chọc Jun Phạm là bố đường. Nhưng gọi gì thì gọi, ai cũng phải công nhận rằng cặp đôi này rất dễ thương, thường xuyên lộ hin, nhưng nhất quyết không chịu công khai. Trước đó, cặp đôi còn được bắt gặp đi dự tiệc cùng Ngô Thanh Vân và nhiều người khác. Ngay lập tức dân tình đồn đoán Jun Phạm đưa Hóa Trần đi ra mắt với bạn bè. Một số khác thạo tin còn cho biết Jun Phạm rất cưng chiều Hóa Trần, thường xuyên cùng nhau đi du lịch, chụp ảnh check-in nhưng một hai vẫn chưa để lộ tấm ảnh chụp chung.